Kính mời các đồng chí và các bạn theo dõi chương mục truyền hình Vì an ninh Tổ quốc Công an Thừa Thiên Huế. Chương mục Vì an ninh Tổ quốc tuần này gồm những nội dung đáng chú ý sau: phóng sự tận tụy trong công việc, tích cực trong phong trào hội. Phần cuối là ghi nhận về công tác kiểm tra, xử lý đối với xe đạp điện, xe máy điện vi phạm luật giao thông đường bộ. Bây giờ là phần tin phản ánh về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của lực lượng công an toàn tỉnh trong tuần qua. Khuya ngày 15 tháng 10, trong lúc làm nhiệm vụ, tổ tuần tra kiểm soát thuộc phòng cảnh sát cơ động phát hiện bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy. Tại đường Bà Triệu thuộc phường Xuân Phú, thành phố Huế, lực lượng cảnh sát cơ động đã phát hiện một xe taxi đang đón khách có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện khách trên xe là Nguyễn Tuấn Hiếu, 20 tuổi, trú tại xã Phú Cường, huyện Phú Vang, đang cất giấu trong túi sách 13 viên thuốc, 3 túi ni lông, bên trong chứa tinh thể màu trắng. Theo lời khai của đối tượng thì đây là ma túy được chuẩn bị để bán cho các con nghiện để kiếm lời. Hiện phòng cảnh sát cơ động đã bàn giao vụ việc cho đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố Huế để điều tra xử lý theo đúng thẩm quyền. Khuya ngày 16 tháng 10, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, tổ công tác thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã phát hiện bắt giữ một xe ô tô đang vận chuyển số lượng lớn thuốc lá nhập lậu. Tại km 21 đường Tránh Huế thuộc địa phận xã Thủy Băng, thị xã Hương Thủy, tổ công tác thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh phát hiện xe tải mang biển số 51D42008 do tài xế Đỗ Minh Tường, 42 tuổi, trú tại Quảng Trị điều khiển vi phạm luật giao thông đường bộ. Qua công tác kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trên xe đang vận chuyển trên 23.000 gói thuốc lá hiệu Z và hơn 1.450 gói thuốc lá hiệu Hero không đảm bảo hóa đơn chứng từ. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế khai nhận số hàng trên là của ông Lê Văn Thịnh, 43 tuổi, trú tại Quảng Trị, đi cùng xe. Số thuốc lá này được đưa đến Đà Nẵng để tiêu thụ. Ngày 12 tháng 10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã bắt giữ Hồ Vinh Minh Quang, 38 tuổi, Hồ Minh Thắng, 36 tuổi, cùng trú tại số 16 Phan Hồng Thái, thành phố Huế để điều tra làm rõ hành vi giết người. Tại cơ quan công an, Minh Quang và Minh Thắng khai nhận, tối ngày 11 tháng 10, hai anh em Quang và Thắng ngồi nhậu với bạn tại số 10 Phan Hồng Thái. Khi nghe tiếng ồn phát ra từ nhà hàng số 7 Phan Hồng Thái, Quang lớn tiếng đề nghị giữ im lặng và xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Tôn Thức Danh Thành, 29 tuổi, trú tại số 176 Nguyễn Chí Thanh, phường Phú Hậu, Lê Việt Thiền Gia, 38 tuổi, trú tại lô G27, khu tái định cư Phú Hiệp, và Phan Việt Thắng, 29 tuổi, trú tại số 14/272 Bạch Đằng. Thành cầm hai cây dao đuổi đánh Quang. Thấy vậy, Thắng ở gần đó cầm theo dao đuổi đánh lại nhóm của Thành. Hậu quả, Hồ Vinh Minh Quang đâm chết Lê Việt Thiền Gia, rồi cùng với Hồ Minh Thắng đâm Phan Việt Thắng trọng thương. Thưa quý vị, các đồng chí và các bạn, những năm qua, Hội Phụ nữ Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị mà còn xây dựng nhiều chương trình hoạt động ý nghĩa, thiết thực, có ích cho xã hội, cộng đồng. Nhân dịp kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, phóng sự sau ghi nhận những nỗ lực của Hội Phụ nữ Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh trong thời gian qua. Hội Phụ nữ Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh hiện có 16 hội viên, công tác trong lĩnh vực tiếp công dân. Hàng ngày, các chị em đều chủ động đến sớm hơn giờ làm để chuẩn bị cho công việc của mình. Với phương châm niềm nở, nhanh nhất, chính xác nhất, các chị em luôn đối chiếu kỹ càng, giải thích rõ ràng, hướng dẫn chú đáo cho người dân khi đến làm thủ tục xuất nhập cảnh. Do vậy, dù lượng người đến làm thủ tục rất đông, nhưng tại trung tâm tiếp công dân, các thủ tục giải quyết diễn ra nhanh chóng, thuận lợi. Tôi cũng có đến đây làm cái thủ tục gia hạn về cái hộ chiếu. Thì tôi thấy các anh chị chiến sĩ ở đây làm việc rất là tốt. Tức là cái quy trình mà tiếp nhận hồ sơ cho đến lúc mà họ phục vụ và để bàn giao kết quả thì những quy trình này rất là ngắn gọn. Và với cái tinh thần thì họ rất là cởi mở và hướng dẫn các cái thông tin rất là rõ ràng. Hàng tuần, ngoài công tác thường xuyên tại đơn vị, Hội Phụ nữ Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh còn phân công cán bộ hội viên đến từng cơ quan, tổ chức, từng hộ gia đình có người nước ngoài sinh sống và làm việc để hướng dẫn những quy định mới liên quan đến pháp luật xuất nhập cảnh, đồng thời kịp thời chấn chỉnh những vi phạm trong quá trình thực hiện pháp luật xuất nhập cảnh của người dân. Đây là công trình phụ nữ kiểm tra, hướng dẫn, tuyên truyền pháp luật trên lĩnh vực xuất nhập cảnh tại các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp và địa bàn dân cư,
được Hội Phụ nữ Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh triển khai thực hiện từ năm 2016. Đến nay, công trình này vẫn duy trì hoạt động và phát huy được hiệu quả tích cực trong công tác quản lý xuất nhập cảnh, thực hiện cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Trong hơn 3 năm qua, Hội đã tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, tuyên truyền pháp luật gần 700 lượt tại các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn. Trong những năm vừa qua, thì được sự hướng dẫn rất là tận tình, chú đáo của phòng xuất nhập cảnh, đặc biệt là các chị em phụ nữ ở trong phòng là chị Trà và chị Hương, thì đã hỗ trợ hướng dẫn rất là tận tình các cái thủ tục, các cái trình tự đối với cái thủ tục xuất cảnh cũng như nhập cảnh đối với các khách và các cán bộ công nhân viên, học sinh, sinh viên của nhà trường. Qua đó thì tất cả các giấy tờ liên quan đến cái thủ tục xuất cảnh và nhập cảnh của trường thì đã được hoàn thành đúng như yêu cầu đề ra, góp phần nâng cao cái hiệu quả công việc và cái vị thế của nhà trường trong cái thời gian vừa qua. Bên cạnh công trình của Hội, vào những ngày nghỉ cuối tuần, Hội Phụ nữ Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh còn phối hợp với đoàn thanh niên đơn vị tiếp nhận hồ sơ và giải quyết các thủ tục xuất nhập cảnh cho bà con tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa như huyện A Lưới, huyện Nam Đông, vùng Đầm Phá, huyện Phú Vang. Tại các địa bàn, nhiều hộ dân được hoàn tất thủ tục xin cấp hộ chiếu ngay tại địa bàn huyện nhà. Việc trả hộ chiếu đến tận địa chỉ nhà dân đã giúp cho người dân không phải vượt đường xã xa xôi để đi nhận hộ chiếu như trước đây. Ban chấp hành hội luôn là cái câu diễn đàn, là cái câu nối yêu thương để cho cán bộ hội viên chia sẻ trải lòng trong cái quá trình công tác, cũng giống như là trong cái cuộc sống thường ngày, để mà kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ hội viên, qua đó là đẩy mạnh cái hoạt động hội của Hội Phụ nữ Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh. Trong thời gian tới thì chúng tôi cũng tiếp tục duy trì và thực hiện tốt cái công trình phụ nữ, đồng thời tạo những cái sân chơi, những cái hoạt động thiết thực bổ ích để mà hoạt động hội gắn liền với cán bộ hội viên trong hội, để mà giúp cho hoạt động hội càng ngày càng phát triển. Song song với việc thực hiện tốt các công trình phần việc, Hội Phụ nữ Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh còn tích cực thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, hoạt động xã hội tình nghĩa. Trong năm 2019, Hội Phụ nữ Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh phối hợp với nhiều tổ chức, cá nhân thăm khám chữa bệnh miễn phí và tặng quà cho 120 trường hợp là các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách trên địa bàn huyện Nam Đông, tặng 100 phần quà trị giá hơn 100 triệu đồng cho 3 cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Hội Phụ nữ cơ sở Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh là một hội cơ sở là có số hội viên tương đối đông. Thì ngoài thực hiện tổ công tác chuyên môn, Hội Phụ nữ cơ sở Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh đã tổ chức và nhiều hoạt động rất là tốt và thực hiện các phong trào hoạt động của Hội Phụ nữ cấp trên. Hội đã tổ chức các hoạt động để tạo sân chơi cho chị em như về các lĩnh vực như là văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, và đặc biệt là hội đã tổ chức được cái mô hình vườn rau sạch. Qua đó thì đã thu hút được đông đảo cán bộ hội viên tham gia, tạo sự lan tỏa cho chị em. Với những hoạt động xã hội từ thiện thường xuyên liên tục được thực hiện, đi đôi với việc hoàn thành tốt công tác chuyên môn, những cán bộ hội viên của Hội Phụ nữ Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh Công an tỉnh đang từng ngày làm đẹp thêm hình ảnh của người phụ nữ công an, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Công an tỉnh vừa công bố quyết định của Đại tá Nguyễn Quốc Đoàn, Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ. Tại phòng Cảnh sát Hình sự, Đại tá Lê Văn Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trao quyết định điều động Thượng tá Đinh Xuân Đài, trưởng phòng Cảnh sát Hình sự đến nhận công tác giữ chức vụ trưởng Công an thị xã Hương Thủy. Đại tá Phạm Văn Toàn, Phó trưởng phòng Cảnh sát Hình sự được bổ nhiệm chức vụ trưởng phòng Cảnh sát Hình sự. Tiếp đó, tại Công an thị xã Hương Thủy, Đại tá Lê Văn Vũ đã trao quyết định điều động Đại tá Võ Thành Kỳ, trưởng Công an thị xã Hương Thủy đến giữ chức vụ trưởng phòng An ninh Kinh tế. Thay mặt Ban Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Lê Văn Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã chúc mừng các đồng chí được điều động bổ nhiệm chức vụ, vị trí công tác mới, đồng thời mong rằng trên cương vị công tác mới, các đồng chí tiếp tục phát huy kinh nghiệm, trí tuệ của bản thân, cùng với tập thể đảng ủy, lãnh đạo đơn vị, hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ được giao. Ngày 14 tháng 10, Công an tỉnh tổ chức sơ kết công tác đảng 9 tháng đầu năm 2019.
Trong 9 tháng đầu năm, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Đảng ủy và Thủ trưởng Công an các đơn vị địa phương đã bám sát nghị quyết của Đảng ủy Công an tỉnh, triển khai thực hiện hiệu quả các kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng ngừa đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm. Trong đó, tiêu biểu là phạm pháp hình sự giảm trên 12,3%, tỷ lệ điều tra khám phá án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, kết luận đạt trên 93%. Đặc biệt, đã điều tra khám phá nhiều vụ án về ma túy, tội phạm tín dụng đen được nhân dân đồng tình khen ngợi. Thời gian tới, Đảng ủy Công an tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về an ninh trật tự, triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ đại hội Đảng các cấp, tiến tới đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Dịp này, Ban Thường vụ, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã tổ chức lấy ý kiến bổ sung quy hoạch 12 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ và 2 đồng chí vào Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Ngày 11 tháng 10, Công an tỉnh tổ chức sơ kết đánh giá mô hình cùng doanh nghiệp an toàn hỗ trợ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại khu công nghiệp Phú Bài. Sau hơn một năm hoạt động, mô hình cụm doanh nghiệp an toàn hỗ trợ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ với sự tham gia của 36 doanh nghiệp tại khu công nghiệp Phú Bài đã thể hiện vai trò hiệu quả hỗ trợ phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Các công trường và các thành viên thường xuyên tổ chức phối hợp trao đổi hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong việc thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tổ chức khắc phục các kiến nghị liên quan đến công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của cơ quan chức năng. Phối hợp với các lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tổ chức trên 20 buổi diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đến nay, hầu hết các doanh nghiệp hoạt động tại khu công nghiệp Phú Bài đều đã cơ bản đảm bảo các quy định, điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Thưa các đồng chí và các bạn, thời gian qua, người điều khiển xe đạp điện, xe máy điện có nhiều hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ, gây mất trật tự an toàn giao thông và nguy hiểm cho chính mình. Đặc biệt, đối tượng điều khiển loại phương tiện giao thông này phần lớn là giới trẻ học sinh, sinh viên. Để góp phần hạn chế tình trạng vi phạm của người điều khiển loại phương tiện này, xây dựng văn hóa giao thông trong thanh thiếu niên, lực lượng công an đã triển khai thực hiện đợt tổng kiểm tra, tuyên truyền, xử lý đối với tất cả các trường hợp điều khiển xe máy điện, xe đạp điện vi phạm luật giao thông trên địa bàn thành phố Huế. Ghi nhận của phóng viên truyền hình Công an Nhân dân. Tại nhiều tuyến đường của thành phố Huế, không khó để bắt gặp hình ảnh nhiều học sinh, sinh viên điều khiển xe máy điện, xe đạp điện vi phạm luật giao thông đường bộ như thế này. Thậm chí người điều khiển xe đạp điện, xe máy điện lấn làn, dàn hàng ngang, gây mất trật tự an toàn giao thông và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Chỉ tính riêng trong quý 2 năm 2019, trên địa bàn thành phố Huế đã xảy ra trên 20 vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, sinh viên, trong đó có nhiều vụ liên quan đến xe đạp điện, xe máy điện. Hiện nay là các cháu sử dụng xe đạp điện, xe máy điện là các cháu là ra đường là phóng nhanh vượt ẩu, chở đôi chở ba. Tôi thấy là cả thành phố mình là như vậy. Đặc biệt nhà tôi là gần trường học cho nên hàng ngày tôi chứng kiến là những cái cảnh đấy. Hiện nay việc học sinh, sinh viên và người dân sử dụng xe đạp điện, xe máy điện được cả cơ quan chức năng và lực lượng cảnh sát giao thông khuyến khích vì góp phần bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, người điều khiển các loại phương tiện này thường vi phạm luật giao thông đường bộ với những lỗi như không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe với tốc độ cao, dàn hàng ngang. Chính vì vậy, để nâng cao ý thức đối với người điều khiển phương tiện cùng với công tác xử lý, lực lượng công an chủ trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Nhà trường luôn phối hợp với các cơ quan ban ngành, nhất là công an để có sự tuyên truyền và giao lưu. Qua các buổi giao lưu học hỏi thì các em đã nhận thức rất rõ hành vi của mình khi tham gia giao thông, vừa là giữ gìn sức khỏe cho mình và an toàn cho mọi người khi tham gia giao thông. Luật giao thông đường bộ quy định xe đạp điện chỉ được đi ở vận tốc giới hạn là 25 km/h. Người điều khiển xe đạp điện an toàn khi tốc độ trung bình dưới 30 km/h. Tuy nhiên trên thực tế, người điều khiển thường vượt quá giới hạn cho phép. Hầu hết người điều khiển xe đạp điện, xe máy điện chưa thông thạo kỹ năng lái xe và quy định của luật giao thông đường bộ như các phương tiện cơ giới khác. Chính vì vậy, để việc xử lý vi phạm được thực hiện nghiêm và phòng ngừa tái vi phạm, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Huế đã có những biện pháp cụ thể. Chúng tôi tham mưu Ban Giám đốc Công an thành phố gửi công văn đến Sở Giáo dục Đào tạo của tỉnh Thừa Thiên Huế, Đại học Huế để có công văn hướng dẫn cho các trường phối hợp với đội giao thông trật tự chúng tôi để làm công tác
tuyên truyền, giáo dục xử lý pháp luật trong học sinh sinh viên. Và thời gian tới chúng tôi cũng tiếp tục tăng cường tuyên truyền luật giao thông đường bộ vào các trường học đóng trên địa bàn và tuần tra xử lý nghiêm các trường hợp học sinh sinh viên mà cố tình vi phạm. Để phát huy ưu điểm của xe đạp điện, xe máy điện mà vẫn đảm bảo trật tự an toàn giao thông, cần sự phối hợp đồng bộ của lực lượng công an và các ban ngành liên quan, trong đó chú trọng tìm các giải pháp tự nguyện chấp hành luật giao thông đường bộ, góp phần xây dựng văn hóa giao thông đối với người điều khiển xe đạp điện, xe máy điện. Phóng sự vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục truyền hình Vì An ninh Tổ quốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế. Chuyên mục được phát sóng vào lúc 20:20 ngày thứ Năm và được phát lại vào lúc 11:50 ngày Chủ nhật, 8:30 sáng thứ Hai hàng tuần trên sóng truyền hình Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Thừa Thiên Huế. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.